Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 miền Nam California, 16.12 miền Bắc California, 27.7 Houston, Texas và Galaxy 19 trên toàn tiểu bang Hoa Kỳ và Canada. Xin nguồn viên Tuyết Nha và Bảo Khanh xin thân ái kính chào quý vị. Như thường lệ, sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần điểm tin. Ukraine tăng cường phòng không trước cuộc tấn công mùa đông mới của Nga. Điện Kremlin cho biết Đan Mạch phải tuân thủ quy định về việc vận chuyển liên quan tới chặng tàu chở dầu. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết rõ ràng là Israel có bom nguyên tử. Ukraine đã ép lực lượng Nga dọc con sông Dnipro gần khu vực Kherson. Các phòng thí nghiệm tại El Shifa của dải Gaza không hoạt động do mất điện. Sau đây, kính mời quý khán giả cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên liên quan tới Ukraine, có phần trình bày của sứ ngôn viên Bảo Khanh. Kính thưa quý vị, bản tin chi tiết đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay đã cho biết là Ukraine tăng cường phòng không trước cuộc tấn công mùa đông mới của Nga. Khi Ukraine chuẩn bị cho mùa đông thứ hai bị Nga tấn công vào các cơ sở năng lượng, các đơn vị phòng không đã sử dụng mọi nguồn lực sẵn có để tăng cường hiệu quả của mình. Mặc dù Ukraine đang nghiên cứu các hệ thống vũ khí mới hơn và tốt hơn để giúp cho đất nước của họ không rơi vào bóng tối một lần nữa, các đơn vị phòng không vẫn tận dụng tất cả những gì sẵn có, bao gồm cả súng và các hệ thống có từ thời Liên Xô. Súng Maxim, loại súng máy hoàn toàn tự động đầu tiên trên thế giới, đã được sản xuất vào năm 1936 cho Hồng quân. Nổi bật trong số các loại vũ khí khác được binh lính tham gia vào cuộc tập trận tiến hành ở vùng Chernihiv, miền trung của Ukraine vào hôm thứ Ba. Gần một nửa hệ thống năng lượng của Ukraine đã bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga vào mùa đông năm ngoái, khi Moscow tấn công các nhà máy điện và máy biến thế bằng tên lửa hành trình và các máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất. Lúc đó thì hàng triệu người đã không có điện. Kremlin cho biết Đan Mạch phải tuân thủ những quy định vận chuyển về việc chặn tàu chở dầu. Financial Times đã dẫn ba nguồn tin giấu tên cho biết Đan Mạch được giao nhiệm vụ kiểm tra, có thể ngăn chặn những tàu chở dầu của Nga đi qua vùng biển nước này theo kế hoạch mới của Liên minh Âu Châu. Nga đã gửi khoảng 1/3 lượng dầu xuất cảng bằng đường biển, tương đương 1.5% nguồn cung cấp toàn cầu qua eo biển Đan Mạch, nên bất cứ nỗ lực nào để ngăn chặn nguồn cung này sẽ khiến cho giá dầu tăng cao, gây ra cuộc đối đầu với Nga. Financial Times cho biết Đan Mạch sẽ nhắm mục tiêu vào tàu chở dầu của Nga không có bảo hiểm phương Tây, bước đi ảnh hưởng nặng nề tới thu nhập xuất cảng dầu của Nga, trong khi ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động kinh doanh lọc dầu và sản xuất của Nga. Kính thưa quý vị, Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan nói là rõ ràng Israel có bom nguyên tử. Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ là ông Tayyip Erdogan vào hôm thứ Tư cho biết rõ ràng Israel có bom nguyên tử. Phát biểu trước các nhà lập pháp tại cuộc họp quốc hội hàng đầu của đảng AK của mình, ông Erdogan cũng đã kêu gọi thủ tướng của Israel là ông Benjamin Netanyahu công bố liệu Israel có bom nguyên tử hay không. Đồng thời cũng nói thêm rằng thủ tướng của Israel là một người đã ra đi khỏi chức vụ của mình. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Israel là quốc gia khủng bố, phạm tội ác chiến tranh và đã vi phạm luật pháp quốc tế ở dải Gaza. Ông đã nói, chúng ta đang phải đối mặt với nạn diệt chủng. Ông cũng nhắc lại quan điểm của mình rằng nhóm chiến binh Palestine Hamas không phải là một tổ chức khủng bố. Ông cho biết Hamas là một đảng chính trị do người Palestine bầu ra. Israel không công khai thừa nhận mình có vũ khí nguyên tử, mặc dù Liên đoàn các nhà khoa học của Hoa Kỳ ước tính là Israel có khoảng 90 đầu đạn nguyên tử. Ukraine ép lực lượng Nga dọc con sông Dnipro gần Kherson. Quân đội Ukraine cho biết quân đội đang cố gắng đẩy lùi lực lượng Nga dọc con sông Dnipro ở khu vực phía nam Kherson và gọi hoạt động im lặng dọc theo nơi mà họ mô tả là một tiền tuyến khá linh hoạt. Ukraine cho biết họ giành được chỗ đứng trên bờ sông rộng lớn nhờ Nga chiếm đóng này, lần đầu tiên xác nhận bước tiến có thể mở ra đường tấn công mới vào Crimea đang bị chiếm giữ. Natalia Homeniuk, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Quân đội miền Nam cho biết rằng
Dọc theo chiến tuyến chạy dọc con sông Dnipro, chúng tôi đã đẩy lùi quân Nga trên chiến tuyến dài từ 3 tới 8 cây số dọc bờ sông. Một viên chức do Nga bổ nhiệm Vladimir Sado cho biết quân đội Moscow trấn áp được lực lượng Ukraine vượt qua bờ sông, trút cơn mưa lửa địa ngục xuống họ. Các phòng thí nghiệm tại El Shifa của dải Gaza đang hoạt động, không hoạt động do mất điện. Một số bác sĩ làm việc tại đây cho biết là các phòng thí nghiệm tại bệnh viện El Shifa ở dải Gaza và ngân hàng máu của bệnh viện này đã ngừng hoạt động vào hôm thứ Ba do trung tâm y tế đã bị mất điện. Trong một đoạn video được Bộ Y tế của Palestine có trụ sở tại dải Gaza công bố, một bác sĩ cho biết là các đơn vị máu có thể đã bị hỏng do mất điện. Hamas cũng cho biết là 650 bệnh nhân và 5.000 cho đến 7.000 thường dân khác đang bị mắc kẹt trong khuôn viên của bệnh viện, dưới hỏa lực liên tục của các tay súng bắn tỉa và máy bay không người lái của Israel. Trong bối cảnh thiếu nhiên liệu, nước và vật tư, 40 bệnh nhân cũng đã bị thiệt mạng trong những ngày gần đây. Thưa quý vị, như thường lệ, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Chúng tôi sẽ quay trở lại để tường trình đến quý khán giả những tin tức nổi bật liên quan tới việc cocaine vẫn là mặt hàng xuất cảng hàng đầu của những băng đảng ma túy Colombia, hay là khách sạn sang trọng đã trở thành bếp ăn cộng đồng ở khu vực Acapulco bị bão tàn phá như thế nào, Việt Nam đề nghị Ngân hàng Thế giới cho vay lãi suất thấp những dự án giao thông quan trọng, và cảnh sát Australia bắt giữ 28 người thuộc tổ chức tội phạm hùng mạnh. Xin mời quý khán giả đón xem.